đất sạch.net minh bạch uy tín chuyên làm dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. kính chào quý vị và các bạn, hôm nay đất sạch.net xin được chia sẻ về chủ đề về tái định cư là gì và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư. nội dung tiếp theo là tái định cư là gì? tái định cư là hình thức hỗ trợ về đời sống của nhà nước khi thực hiện chính sách thu hồi đất của người dân tùy thuộc vào diện tích đất bị thu hồi và quỹ đất hiện có của nhà nước, người dân sẽ được bồi thường số lượng suất tái định cư phù hợp, hỗ trợ tái định cư chỉ áp dụng với những cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất và phải chuyển đi nơi khác để sinh sống, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ tái định cư. Chính sách hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình. Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại điểm C khoảng 2 điều 83 luật đất đai 2013, điều 79 luật đất đai 2013, và điều 6 nghị định 47, 2014, của chính phủ như sau, trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi, trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ. Nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình. Phần thứ hai là các khoản hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, tiền tạm cư, khi thu hồi đất của người dân nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư bao gồm hộ gia đình cá nhân nhận đất ở nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoảng chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất nếu người có đất bị thu hồi tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi Số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp, hỗ trợ ổn định đời sống. Việc hỗ trợ ổn định đời sống thực hiện theo quy định sau tại Điều 19 Nghị định 47/2014 của Chính phủ như sau: Thu hồi đất nông nghiệp từ 30% đến 70% đang sử dụng thì được hỗ trợ thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở, trường hợp phải Di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng. Nội dung tiếp theo, mức hỗ trợ chính sách tái định cư, theo quy định tại Điều 27 Nghị định 47/2014 Nghị định chính phủ, suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo. Quy định, trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định. Nếu tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở tại nơi bố trí tái định cư. Nếu anh chị nào muốn có bản vi giáo trình chiếu này, thì hãy để lại email phía dưới bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết. Nếu anh chị nào có nhu cầu hỗ trợ làm sổ đỏ, xin phép xây dựng hay hoàn công thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0363232739 và đừng quên ủng hộ em bằng cách like chia sẻ và đăng ký kênh đất sạch tq.net ạ. À.